Thời gian qua, hợp tác thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ không ngừng tăng trưởng. Kim ngạch thương mại song phương năm 2018 đã lên tới 60 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam đang nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp hướng đến cán cân thương mại hài hòa và bền vững với Hoa Kỳ. Trong đó, việc đẩy mạnh hợp tác với chính quyền liên bang cũng như các bang của Hoa Kỳ trong lĩnh vực hai bên quan tâm, đồng thời khuyến khích tăng cường nhập khẩu, mua thêm nhiều hàng hóa và dịch vụ từ Hoa Kỳ trên cơ sở hiệu quả kinh tế được chính phủ Việt Nam đặc biệt coi trọng. Mới đây tại Hà Nội, trong buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross cùng đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ Công Thương Việt Nam nói riêng mong muốn cùng với phía Hoa Kỳ tiếp tục nỗ lực đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả, nhất là hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Đặc biệt, Việt Nam luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tích cực xử lý, giải quyết các kiến nghị của Hoa Kỳ, tạo môi trường kinh doanh cởi mở, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án của Hoa Kỳ tại Việt Nam, đảm bảo doanh nghiệp Hoa Kỳ yên tâm hoạt động lâu dài, phát triển kinh doanh bền vững, phù hợp với pháp luật Việt Nam. Trong việc hợp tác chống gian lận xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng đề nghị hai bộ tăng cường cơ chế hợp tác hơn nữa, đặc biệt là sau khi hiệp định hỗ trợ hải quan CMAA được ký kết trong thời gian tới, để đẩy mạnh phối hợp ngăn chặn và xử lý các vụ việc. Nhân dịp này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh bày tỏ lời cảm ơn về quyết định mới đây của phía Hoa Kỳ công nhận tiêu chuẩn tương đồng đối với cá tra, cá ba sa của Việt Nam, đồng thời hoan nghênh việc Hoa Kỳ tiếp tục coi Việt Nam là trọng tâm trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Chase Wins năm 2020 của Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ hết sức phối hợp để đảm bảo thành công của chương trình này. Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross khẳng định Hoa Kỳ hết sức coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực. Mục đích chuyến đi của đoàn Bộ Thương mại Hoa Kỳ lần này tới Việt Nam nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, nhấn mạnh tiềm năng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hoa Kỳ còn rất lớn, đặc biệt là hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, hàng không, xây dựng. Bộ trưởng Wilbur Ross mong muốn chính phủ Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ trao đổi thương mại, thúc đẩy hợp tác đầu tư vì lợi ích của cả Hoa Kỳ và Việt Nam. Bộ trưởng Wilbur Ross cũng cảm ơn chính phủ Việt Nam đã luôn cải thiện môi trường đầu tư, không ngừng củng cố lòng tin cho các nhà đầu tư cũng như luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp của Hoa Kỳ nói riêng và các nhà đầu tư nước ngoài nói chung làm ăn hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam.